Cô chào các em. Ở tiết học trước, chúng ta đã được học cách xem đồng hồ chính xác đến từng phút. Cô và các em sẽ tiếp tục thực hành xem đồng hồ để biết thời điểm làm công việc hàng ngày của học sinh, biết xem giờ ở trường hợp mặt đồng hồ có ghi chữ số La Mã, đồng thời nhận biết được về khoảng thời gian qua bài học ngày hôm nay. Thực hành xem đồng hồ tiếp theo. Chúng ta cùng bước vào bài tập số 1. Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau. Có tất cả 6 bức tranh tương ứng với 6 câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời lần lượt từng tranh nhé. Tranh A. An tập thể dục lúc mấy giờ? Các em hãy cùng quan sát đồng hồ và xác định cho cô vị trí của kim giờ và kim phút nào. À, kim giờ chỉ quá số 6 một ít là 6 giờ. Kim phút chỉ số 2 là 10 phút. Vậy, An tập thể dục lúc mấy giờ? An tập thể dục lúc 6 giờ 10 phút. Sang tranh B. An đến trường lúc mấy giờ? Các em cũng quan sát đồng hồ và xác định vị trí kim giờ và kim phút đi nào. Kim giờ chỉ quá số 7 một ít là 7 giờ, còn kim phút ta biết số 2 là 10 phút. Ta đếm tiếp từng vạch nhỏ. 11, 12. Vậy An đến trường lúc mấy giờ? An đến trường lúc 7 giờ 12 phút. Tiếp tục đến với tranh C. An đang học bài ở lớp lúc mấy giờ? Các em cũng hãy cho cô biết vị trí của kim giờ và kim phút nào. Kim giờ quá số 10 một ít là 10 giờ, còn kim phút chúng ta đếm từ số 4 là 20 phút. Đếm tiếp từng vạch nhỏ. 21, 22, 23, 24. Vậy, An đang học bài ở lớp lúc mấy giờ? An đang học bài ở lớp lúc 10 giờ 24 phút. Sang tranh D. An ăn cơm chiều lúc mấy giờ? Các em cũng xác định cho cô vị trí kim giờ và kim phút đi nào. Kim giờ quá số 5 và cần đến số 6, nên vẫn là 5 giờ. Kim phút chỉ số 9 là 45 phút. Vậy đồng hồ này chỉ 5 giờ 45 phút. Và đồng hồ này còn một cách đọc nữa. Em có biết là gì không? À, đồng hồ chỉ 6 giờ kém 15 phút. Vậy, An ăn cơm chiều lúc mấy giờ? An ăn cơm chiều lúc 5 giờ 45 phút hoặc 6 giờ kém 15 phút. Tiếp tục, tranh E. An đang xem truyền hình lúc mấy giờ? Vị trí của kim giờ và kim phút nằm ở đâu nào? Kim giờ chỉ quá số 8 một ít là 8 giờ. Kim phút, các em đếm từ số 1 là 5 phút. Ta đếm tiếp từng vạch nhỏ. 6, 7. Vậy, An đang xem truyền hình lúc mấy giờ? An đang xem truyền hình lúc 8 giờ 7 phút tối. Và hoạt động này diễn ra vào buổi tối nên ở câu trả lời cô thêm từ tối để phân biệt với 8 giờ 7 phút buổi sáng. Sang tranh G. An đang ngủ lúc mấy giờ? Các em cũng hãy xác định vị trí của từng cây kim phút và kim giờ đi nào.
Kim giờ chỉ quá số 9, gần đến số 10, nên vẫn là 9 giờ. Kim phút chỉ số 11 là 55 phút. Vậy đồng hồ chỉ 9 giờ 55 phút. Và ở đồng hồ này cũng có cách đọc thứ hai. Đó là gì nào? À, đó là 10 giờ kém 5 phút. Vậy An đang ngủ lúc mấy giờ? An đang ngủ lúc 9 giờ 55 phút đêm hoặc 10 giờ kém 5 phút đêm. Và đây là hoạt động cuối cùng trong một ngày của bạn An, là vào ban đêm nên cô đã thêm từ đêm ở câu trả lời. Qua bài tập 1, cô và các em đã nhận biết được thời điểm làm các công việc trong một ngày của bạn An. Và đó cũng là hoạt động hàng ngày của một học sinh đó các bạn. Bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục thực hành bài tập số 2 nhé. Bài tập 2. Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian? Yêu cầu đề bài muốn chúng ta tìm ra hai đồng hồ có cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối. Các em hãy quan sát 6 cái đồng hồ ở giữa. Các em có nhớ đây là loại đồng hồ gì không? À, đây là đồng hồ điện tử. Và mỗi đồng hồ tương ứng với một chữ cái, lần lượt là H, I, K, L, M, N. Còn xung quanh cũng có tương ứng 6 cái đồng hồ có kim giờ, kim phút với các chữ cái A, B, C, D, E và G. Ở đây, các em có thấy trên mặt các đồng hồ có kim giờ, kim phút có gì khác so với các mặt đồng hồ chúng ta đã học và làm ở bài tập trước không? À, trên mặt các đồng hồ này là các chữ số La Mã, chứ không phải là số tự nhiên. Các em cũng đã được học về chữ số La Mã rồi. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào mặt đồng hồ và đọc lại các chữ số này với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy, thứ tự các chữ số La Mã trên mặt đồng hồ cũng tương tự như thứ tự các số tự nhiên trên mặt đồng hồ mà chúng ta đã được học. Mời các em quan sát. Đồng hồ A chỉ mấy giờ? Đồng hồ A chỉ 1 giờ 25 phút. Vậy 1 giờ 25 phút chiều còn được đọc là mấy giờ? 1 giờ 25 phút chiều còn được đọc là 13 giờ 25 phút. Vậy kết quả ta có đồng hồ A sẽ chỉ cùng thời gian với đồng hồ Y. Tiếp tục quan sát và cho cô biết đồng hồ B chỉ mấy giờ? Đồng hồ B chỉ 7 giờ 3 phút. Vậy 7 giờ 3 phút tối còn được đọc là mấy giờ? 7 giờ 3 phút tối còn được đọc là 19 giờ 3 phút. Kết quả ta có đồng hồ B chỉ cùng thời gian với đồng hồ H. Sang đồng hồ C. Đồng hồ C chỉ mấy giờ? Đồng hồ C chỉ 8 giờ 17 phút. Vậy 8 giờ 17 phút tối còn được đọc là mấy giờ? 8 giờ 17 phút tối còn được đọc là 20 giờ 17 phút. Vậy kết quả đồng hồ C tương ứng với thời gian ở đồng hồ K. Đồng hồ D chỉ mấy giờ? Đồng hồ D chỉ 5 giờ 50 phút. Và 5 giờ 50 phút chiều còn được đọc là mấy giờ? 5 giờ 50 phút chiều còn được đọc là 17 giờ 50 phút. Kết quả chúng ta có được đồng hồ D chỉ cùng thời gian với đồng hồ M.
Đồng hồ e chỉ mấy giờ? Đồng hồ e chỉ 2 giờ 41 phút. Vậy 2 giờ 41 phút chiều còn được đọc là mấy giờ? 2 giờ 41 phút chiều còn được đọc là 14 giờ 41 phút. Kết quả chúng ta có đồng hồ e chỉ cùng thời gian với đồng hồ n. Cuối cùng, đồng hồ g chỉ mấy giờ? Đồng hồ g chỉ 9 giờ 5 phút. Và 9 giờ 5 phút tối còn được đọc là mấy giờ? 9 giờ 5 phút tối còn được đọc là 21 giờ 5 phút. Kết quả đồng hồ G cùng thời gian với đồng hồ L. Qua bài tập 2, chúng ta đã biết cách xem giờ trên mặt đồng hồ có chữ số La Mã và ôn lại cách đọc giờ vào buổi chiều hoặc buổi tối. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu cách xác định khoảng thời gian qua bài tập 3 nhé. Bài tập 3, trả lời các câu hỏi sau. Các em thấy chúng ta có tất cả 3 câu hỏi A, B và C tương ứng với các tranh cho sẵn. Đầu tiên, cô mời các em cùng quan sát câu A. Hà đánh răng và rửa mặt trong bao nhiêu phút? Các em hãy quan sát đồng hồ ở tranh thứ nhất, cho cô biết bạn Hà bắt đầu đánh răng, rửa mặt lúc mấy giờ? Bạn Hà bắt đầu đánh răng, rửa mặt lúc 6 giờ. Lúc này, kim giờ chỉ số 6, kim phút chỉ số 12. Tiếp tục quan sát ở tranh thứ hai và cho cô biết bạn Hà đánh răng, rửa mặt xong lúc mấy giờ? Bạn Hà đánh răng, rửa mặt xong lúc 6 giờ 10 phút. Lúc này, kim giờ chỉ quá vị trí số 6 một ít, kim phút chỉ số 2. Bây giờ, chúng ta cùng quan sát sự di chuyển của kim phút từ 6 giờ đến 6 giờ 10 nhé. Kim phút đi từ số 12 đến số 2. Như vậy, tính từ vị trí kim phút bắt đầu đến vị trí kim phút khi kết thúc, theo chiều quay của kim đồng hồ, từ số 12 đến số 2 ta được 10 phút. Vậy, Hà đánh răng và rửa mặt trong bao nhiêu phút? Hà đánh răng và rửa mặt trong 10 phút. Tiếp tục, câu B. Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là bao nhiêu phút? Quan sát đồng hồ ở tranh thứ nhất chỉ 7 giờ kém 5 phút. Xác định cho cô vị trí của kim giờ và kim phút đi nào. À, kim giờ ở vị trí gần đến số 7, còn kim phút chỉ số 11. Còn ở tranh thứ hai, đồng hồ chỉ 7 giờ. Hãy xác định vị trí của kim giờ và kim phút nào. À, kim giờ chỉ số 7 và kim phút chỉ số 12. Nào, chúng ta hãy cùng xem sự di chuyển của kim phút từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ nhé. Kim phút đi từ số 11 đến số 12. Vậy, 7 giờ kém 5 phút thì còn bao nhiêu phút nữa đến 7 giờ? Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là 5 phút. Cuối cùng, câu C. Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong bao nhiêu phút? Các em hãy cùng quan sát tranh thứ nhất. Lúc chương trình bắt đầu, đồng hồ chỉ mấy giờ? Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ. Lúc này, kim giờ chỉ số 8 và kim phút chỉ số 12. Và ở tranh thứ hai, chương trình kết thúc lúc mấy giờ? Chương trình kết thúc lúc 8 giờ 30 phút. Lúc này, kim giờ chỉ quá số 8 một ít,
còn Kim Phút chỉ số 6. Cô cùng các em hãy quan sát sự di chuyển của Kim Phút từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút nào. Kim Phút đi từ số 12 đến số 6. Như vậy, tính từ vị trí Kim Phút lúc bắt đầu đến vị trí Kim Phút khi kết thúc, theo chiều quay của kim đồng hồ từ số 12 đến số 6, ta được 30 phút. Vậy, chương trình phim hoạt hình kéo dài trong bao nhiêu phút? Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong 30 phút. Bài tập số 3 cũng là bài tập kết thúc cho tiết học ngày hôm nay. Các em hãy luyện tập lại các bài tập trên để khắc sâu kiến thức đã học nhé. Cô chúc các em làm bài thành công và luôn vui khỏe. Chào tạm biệt các em.